Rồi, nhiều bác bảo là cái loa này chỉ có nghe nhạc tí tách du dương thôi, làm sao mà chơi DJ remix được đúng không? Rồi, xin mời các bác cùng nghe thử nhá. Rồi, anh em đeo tai nghe vào nhá. Đây là một bộ dàn đồng bộ đấy, từ loa này, trầm này, đẩy lên vang, mic không dây này, tất cả đều cùng một thương hiệu WeWood chính hãng của Mỹ các bác nhá. Sản phẩm chính hãng chính ngạch, không có hàng giả hàng nhái, bảo hành chúng ta 1 năm. Và với bộ dàn này thì vừa hát karaoke hay, vừa nghe nhạc hay và vừa trưng bày cũng rất là đẹp luôn các bác nhá. Giá chỉ ngoài 30 củ bộ dàn thôi, âm thanh cực kỳ tuyệt vời, không có đối thủ luôn trong tầm giá như vậy.